Ê, nó lại gần rồi kìa. Quay phim mà chụp hình vậy? Quay giùm đi, mà sợ có làm rớt xuống nha. Quay rồi. Quay rồi. Thương cái này rớt rồi. Luồn cái tay vô. Bấm cái nút đỏ. Quay. Từ từ, đừng làm, mẹ hướng hoảng. Bấm cái nút màu đỏ. Tay từ từ tay một. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Ê, vô rồi nè. Dậy. Anh em đừng có kịch nào. Quên quay phim. Còn đã trên người nó còn gây cắn nó mới vô. Cái con này nó không có hại quá trời. Tài ơi, Người dính thằng. Cá sấu này nó khôn hơn sấu nằm sen đó. Vô miệng đi nè. Còn giá. Xuống đi em, xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Rồi. Tên. Mới em câu lên rồi cho mang về câu. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày à. Thôi, tao câu cá tra 7-8 kg được không? Tao câu được con này. Câu này có 5 kg. Hay giữ đó thôi, thấy luôn nha. Thả cái này lên nhảy. Nó không thể mang của em rồi. Rồi luôn. Trời, còn nhảy ra được. Chơi phù bắp. Rồi, bước cái chân đi, bước cái chân đi. Rồi. Đó. Thật luôn. Em bước hả anh? Không. Quay là chỉ khoảnh khắc không thôi. Đứt luôn hả? Quay được khoảnh khắc. Nhưng mà sao quá không thấy, nhìn thật mới thấy rồi. Quay đủ chưa hay là quay thêm? Đừng quay không? Chạy! Tôi! Sao con của em không có con nào nó ăn hết vậy? Cho người ta ăn xong rồi giật lên rồi bảo nó ăn. Cha sao nghĩ vậy mới vui á. Yeah. Rồi luôn. Rồi xong rồi. Trời nó lên bên kìa. Trời lên bên không ai ăn gì. Đổi lại đây con cá sấu nè. Nó lên bên không ai ăn. Lát nữa.